Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Mấy bạn ơi, mấy bạn chơi lẻ vui không dạ? Chị Lucy cũng chơi lẻ vui lắm, nhưng mà về thì lại bị bệnh luôn, nên mấy hôm nay chị không có làm được video để đăng lên cho mấy em xem. Mấy em có nhớ chị không nè? Hôm nay khỏe khỏe lại, chị vội vã làm tiếp tập 27 cho các bạn xem đó. Rồi Mona ơi, đi về phụ với Lucy trồng trọt nè. Ở tập trước Lucy mua được hạt giống lúa nè, cây lúa mà để mình tạo thành gạo để nấu cơm ăn đó. Rồi cà rốt rồi nữa, nhiều hạt giống quá nên bây giờ mình phải trồng. Mấy bạn còn nhớ tập 26 không? Tập 26 thì Lucy đã giúp cho Mona nhớ về bé heo tên là Bua. Mona có một con thú cưng là bé heo á, nhưng mà bây giờ bé heo nó đâu mất tiêu luôn rồi, không có tìm được. Giờ mà muốn dụ được bé heo để quay về á thì mình phải làm món ăn. Mà món ăn đó thiệt là khó luôn, đâu có dễ gì mà nấu được. Mà muốn nấu được nó thì phải nhờ siêu đầu bếp chuột Remy. Đầu bếp chuột Remy á, nấu ăn á, ngon lắm mới dụ được em heo trở về. Mà món đó là món gì á thì phải làm cho Mona lên level 8 thì mới nhớ được. Cho nên bây giờ Lucy rủ Mona về đây nè, trồng trọt phụ với Lucy để tình bạn tăng lên thì Mona mới tăng lên được cái level đó. Thôi xong rồi, tưới nước thôi. Thôi Mona không phải là nghề nghiệp trồng trọt nên hả, mình trồng cả vườn luôn rồi mà Mona cũng chưa lên level gì hết trơn mấy bạn ơi. Thôi Lucy sau này chắc rút kinh nghiệm quá, mỗi nhân vật mới Lucy cho nghề nghiệp là trồng trọt hết luôn. Tại Lucy hay phải trồng trọt mà. Ý, mình trồng hết rồi mà còn nhiều hạt giống quá à. Để mình đào thêm đi. Ây da, đói bụng quá, ăn chuối đã. Thôi có chút năng lượng rồi, bây giờ mình sẽ đào thêm những cái lỗ này để mình trồng. Đây là lần đầu tiên Lucy trồng cây lúa đó mấy bạn. Trong cái trò này hả, có nhiều loại cây lắm, cho nên mỗi loại cây Lucy sẽ trồng một lần cho mấy bạn xem để biết thôi nha. Chứ trồng hoài á, mấy bạn xem hoài cũng ngán đúng không? Và lúa là lần đầu tiên Lucy trồng nè, để xem thử lúc nó chín nó sẽ như thế nào nha. Wow, khi mình đào á, nó văng ra rất là nhiều đá nè, cát nè, rồi còn có con nghêu nữa chứ, hay thiệt. Đủ chưa Lucy? Chưa, để mình đào thêm xíu nữa đã. Ôi trời ơi, mình lại đói bụng nữa rồi nè. Hay, đào tiếp. Wow, Lucy, mấy cái cát mà văng ra này để làm gì vậy? À, để vài bữa mình làm thủy tinh đó. Ý, còn có những đồng tiền rơi ra nữa. Mình cứ mình lượm đi. Ồ, nghêu nè, vài bữa nữa mình làm món súp hải sản nha. Ai được rồi, bây giờ mình sẽ rải giống xuống đi Mona. Ok, mình rải giống thôi mấy bạn ơi. Trời ơi, lại đó nữa rồi, ăn tiếp mâm xôi thôi. Lucy nghe nói có nhiều bạn thi học kỳ xong rồi đúng không? Chúc mừng mấy bạn nha, khi nào có kết quả nhớ báo Lucy biết với. Ôi Lucy ơi, mình lên level 7 rồi nè. Yeah, level 7 thì Mona tặng cho Lucy 1.000 đồng nè. Cảm ơn. Đi thôi. Trồng xong rồi, bây giờ mình phải đi làm tiếp đã. Có nhiều bạn hỏi là Lucy ơi, sao nhìn cái hình tối thui vậy? Thì tại vì đang buổi tối mà, trò chơi này là game online, nó theo thời gian thật á. Lucy đang chơi buổi tối cho nên nó buổi tối á. Ôi Lucy, lâu rồi không gặp con. Con hãy cố gắng đi tiêu diệt mấy cây tà ma trong đường phù thủy đi nha. Dân làng của mình á muốn vào trong đó để thăm lắm, nhưng mà ai cũng sợ mấy cây tà ma đâm vô bị mất trí nhớ. Dạ, con biết rồi. Lucy, vậy giờ mình làm gì vậy Lucy? Thì đó, hồi nãy ông phù thủy nói rồi, bây giờ mình sẽ vô khu rừng phù thủy. Ôi trời ơi, mình vô đây toàn là khí đen nó bay không à, nhìn đáng sợ thiệt chứ. Mona ơi, đi vô chung với Lucy đi. Lucy đi mình thấy ớn quá, lạnh quá. Wow, ở này có gỗ đỏ kìa. Bình thường á là mình hay nhặt được những gỗ xám đúng không? Ở đây có gỗ đỏ nữa nè. Không biết gỗ đỏ này làm được cái việc gì đây nữa. Từ từ mình nghiên cứu sau. Wow, những cây nấm kìa. Trời ơi mấy bạn nhìn nè, cây tà ma quá trời luôn mà, biểu dân làng ai dám vô. Hả Lucy ơi, coi chừng cẩn thận, lỡ Mona bị mất trí nhớ sao? Bởi vậy Mona đi theo sau lưng mình nha. Ui, nhật ký. Umbalasi Po.
Ta nhớ chắc chắn trong rừng này có một ngôi nhà của một người bạn. Nhưng mà người bạn đó là ai ta lại không nhớ. Ồ, mấy bạn còn nhớ cái tờ nhật ký này của ai không? Của vị thần ruler đó. Ông viết lại nhật ký nè. Vậy là trong cái khu rừng này á, có ngôi nhà của bạn thần ruler. Mà chắc là tại vì thằng ruler bị mấy cây tầm ma nè nó đâm nè, cho nên hả nó ăn mất hết trí nhớ rồi. Ông thằng ruler khúc này ổng không nhớ bạn ổng là ai luôn. Wow, có nhiều hạt giống cây đậu bắp quá à. Aha Lucy. Aha Lucy. Ồ, đây nhiều nấm quá. Ê, cái cây bông này lạ quá vậy ta. À, đó là cây hoa bông tai. Mình có hoa 10 giờ nè, hoa móng tai đúng không? Còn hoa này gọi là hoa bông tai. Lạ thiệt. Lucy cũng lần đầu tiên thấy đó. Ý, có con gì nhỏ xíu nó mới bò qua vậy ta. Cái màu vàng vàng. Các bạn có nhìn kịp không vậy? Thôi nếu mà nó ở trong cái khu rừng phù thủy này thì trước sau mình cũng gặp được nó. Aha Lucy. Aha Lucy. Wow. Ui, mảnh vỡ giấc mơ nữa kìa. Aha Lucy. Trời ơi, những cái hoa sen ở đây nó phát sáng kìa. Ý, cái giếng này nó cũ quá rồi, bị hư rồi. Chúc mừng tỷ phú ơi. Hello, chào Lucy, ăn lẻ vui không? Sao, cần gì? Muốn sửa giếng hả? 500 ngàn. Hả? 500 ngàn nữa hả? Còn mới có 3 ngàn rưỡi rồi chú Vịt ơi. Vậy thôi, đi kiếm tiền đi, chừng nào đủ, kêu chú. Dạ. Ai, Lucy ăn lẻ xong hết tiền rồi mấy bạn ơi. Ui, có cái rương kìa. Cái gì vậy? Wow, một cái túi ba gang màu hồng luôn. Dễ thương quá vậy ta. Mình nghe nói á, túi ba gang màu hồng á, đồ bên trong của nó xịn hơn túi ba gang màu xanh đó. Vậy hả? Ẩm Palaxi Pua. Wow, ôi, cái ghế dựa này xịn quá à. Ồ, đúng là đồ trong túi ba gang màu hồng có khác. Ui, trời ơi, trái chanh kìa. Ồ, trái chanh bự khổng lồ luôn. Công nhận cái vùng đất này trồng cây xịn quá à. Nắm nữa nè mấy bạn. Aha Lucy. Không biết những cái hoa sen này á, nó có tác dụng gì nữa không ta? Chứ mình thấy đẹp quá à. Cái loài hoa mà Lucy yêu thích nhất chính là hoa sen đó mấy bạn. Đẹp quá ha. Aha Lucy. Ôi, mình lượm đá nữa nè, lượm cây gỗ nữa nè. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ dừng lại nhấn nút like yêu thích video này để Lucy có động lực làm thêm tiếp tập 28 nữa nha. Dù đang bệnh mà Lucy cũng rất là cố gắng để làm tập 27 cho mấy bạn xem nè. Bây giờ cũng đuối sức rồi. Mấy bạn nhấn nút like, đăng ký thành viên nhiều nhiều đi. Cho khỏe lên lại một xíu để làm tập 28 nè. Nhanh tay, Lucy đợi mấy bạn nha. Ê Lucy, có phi thấy tiêu gì có cái tầm ma nên cũng vô đây câu cá rồi kìa. Ờ ha, vui quá. Mình cũng muốn dân làng vào trong cái khu rừng phù thủy này. Chứ trong này hả, không có người u ám quá. Mỗi lần vô Lucy sợ quá. Ê, cái cầu này dẫn đi đâu vậy Lucy? Tí nữa nó dẫn vô cái tòa nhà gì á. Từ từ mình điều tra sau. Bình tĩnh. À Lucy. Ở đây có rất là nhiều nấm luôn. Nấm này mình để mình nấu đồ ăn được á mấy bạn. Để làm nguyên liệu. Rồi qua cầu luôn. Úi trời, toàn là cây nấm độc không à. Cây này là cây nấm ma độc á mấy bạn. Đứng gần nó phát ra một cái mùi rất là hôi luôn. Đã vậy á mà nó còn phát sáng, nó dụ dỗ người ta nữa chứ. Ai không biết ăn vào thì tiêu đời. Aha Lucy. Trời ơi, cây tầm ma quá trời luôn à. Đúng là nó xuất hiện nhiều hơn những chỗ khác luôn á. Hay gì gọi đây là khu rừng phù thủy. Nhìn nó ghê quá mà. Ừ, ở đây á, cái cây tầm ma này nó hút cái hạt giống của đậu bắp nhiều ghê luôn á. Ây da, đói bụng quá, đợi Lucy ăn xíu thôi nha. Rồi để coi mình ăn gì ta. À, mình mới hái được trái chanh nè, để coi ăn trái chanh của khu rừng phù thủy nó như thế nào. Ngon, nó ngọt nha mấy bạn. Nó không có bị chua. Wow, lạ ghê ta. À, ước gì Lucy có thể đưa cho mấy bạn nếm thử. Chanh mà ngọt quá trời luôn à. Ôi, cái trụ đá khổng lồ của khu rừng phù thủy nè, nó cũng bị mất luôn cái quả cầu rồi. Ôi, bao xung quanh nó toàn là khí đen không à, mấy bạn thấy rồi đó. Thật là đáng sợ. Aha Lucy. Aha Lucy. Cây hoa bông tai này ở đây nhiều ghê luôn. Aha Lucy. Ý, cây này là cây ca cao nè. Ôi da, đầy túi rồi. Thôi, mình phải quay về để mình cất đồ đã.
chứ không mình hái trái cacao không mình cũng đâu có chỗ để đựng đâu. Dịch chuyển tức thì. Ui, mình dịch chuyển lộn rồi. Tự nhiên dịch chuyển về lâu đài à. À, sẵn rồi mình vô lâu đài luôn. Đâu rồi, để kiếm chỗ nào mà cái cửa mà để đi vào thế giới của đầu bếp chuột á. Chỗ này phải không ta? Chỗ này cần 3000 phép thuật ánh sáng lận. À, bên này nè, bên này nè, hình chuột kia. Đâu đâu, để coi lại nha. Nhiệm vụ của mình với Mona nè, muốn dụ được em heo về á thì cần phải giúp cho Mona tăng lên level 8 để Mona mới nhớ được món ăn là gì nè. Rồi à, sau đó là phải đưa được đầu bếp chuột Remy quay về xứ sở thần tiên để ông ấy mới làm được món ăn. Rồi bây giờ thứ nhất là mình chưa đủ phép thuật ánh sáng. Mona thì cũng chưa lên level 8 nữa. Thôi từ từ từ. Cái việc để cứu em heo á từ từ đó mấy bạn ha. Mình đợi qua tập sau đi. Tập này Lucy phải lo tăng cái phép thuật ánh sáng là mới được. Để coi muốn tăng được phép thuật ánh sáng á, thì Lucy phải đi làm nhiệm vụ thì mới tăng được. À, bữa trước á, Lucy có đọc cái truyền thuyết về đảo Hawaii á, thì á người ta nói rằng muốn khỏe mạnh, lâu đói thì phải ăn dừa. Mà ở đây á, chưa có trồng dừa sao ăn được. Thôi mình phải đi tìm Maui mới được. Anh Maui, đang làm gì vậy? Anh đang đi shopping. Ở đây shopping vui lắm. Anh Maui ơi, anh thích cái gì vậy? Thích hả? Anh thích rau nướng nè, ớt chuông với lại cá tích mà phải nướng nha, nó thơm thiệt là thơm mới được. Hả? À, anh thích cái món gì mà khó quá vậy? Thôi, em có bông hoa nè, em tặng cho anh đó. Ôi, cảm ơn. Ô mà sao Lucy tự nhiên tặng quà cho anh vậy? Tại vì Lucy muốn tặng quà để giúp cho anh mau nhớ lại, muốn anh lên level 2. Mấy bạn người nhớ không? Lên level 2 thì mình có thể giao một nghề nghiệp mới cho anh Maui. Rồi mình mới có thể dẫn anh đi để tăng level lên được á mấy bạn. Giờ Maui mới có level 1 à. Trời ơi, mình tặng quà nhiều quá mà anh Maui vẫn chưa lên level 2 nữa mấy bạn ơi. Hey, tốn kém quá đi. Nè, tặng cho anh cái hoa bông tai nè. Hoa này là quý giá lắm đó, em mới hái được trong khu rừng phù thủy đó. Yeah, trời ơi, anh lên level 2 rồi nè. Để cảm ơn em, anh tặng cho em cái quần hoa hay mặt trên đảo Hawaii nè. Ôi, cảm ơn anh Maui. Bây giờ em chọn nghề cho anh đi. Muốn cho anh mau lên level thôi, chọn cái nghề trồng trọt cho anh đi. Tại Lucy hay trồng trọt á, cho nên thôi chọn anh làm nghề trồng trọt đi, để cho anh mau lên level. Ok, cảm ơn Lucy đã chọn nghề cho anh. Vậy là từ đây sau anh sẽ đi trồng trọt. Anh Maui ơi, anh lên level 2 rồi, anh có nhớ gì chưa vậy? Anh thấy nơi này như thế nào? Đồ xứ sở thần tiên này rất là đẹp, nhưng mà thiếu cây dừa. Tại sao cái giống dừa tốt như vậy mà ở đây không có ai trồng hết vậy? Nhưng mà Lucy yên tâm đi, anh Maui biết cách trồng dừa đó. Thương Lucy lắm anh mới chỉ bí quyết này nha. Dạ dạ, anh cứ chỉ đi, cần gì anh cứ nói. Em cũng đang cần ăn dừa. Ok, muốn trồng được dừa đầu tiên em phải có con cá trình bự, thiệt là bự mới được. Mà muốn làm sao có được con đó hả? Và câu ở đâu hả? Em cứ đi tìm Coffee. Nghe nói Coffee là câu cá giỏi nhất ở đây á. Vậy anh đi với Lucy luôn đi. Anh đứng đây làm gì? Mua sắm hoài, tiền đâu mua. Ấy được được, cũng được. Sẵn anh đang rảnh nè. Giúp đỡ người khác là nhiệm vụ của vị anh hùng mà. Ai à, đi thôi. Khoan, đợi xíu. Để Mona múa cho một bài để xem nè. Wow, hay quá. Cảm ơn Mona. Lucy phải đi tiếp đây. Mấy bạn đang rất là mong chờ tập 28 mà. Lucy phải nhanh làm tập 28 để xem thử cách trồng dừa mà bằng con cá trình khổng lồ của anh Maui như thế nào đã.